Thưa thầy, nếu có một chân lý cao thượng thì chân lý ấy ở đâu? Tâm điểm của mỗi dòng luân hồi như trục của bánh xe vậy. Bánh xe xoay quanh trục, còn trục của bánh xe thì vẫn trạm nhiên bất động. Nhưng nếu không có luân hồi thì sao? Tâm điểm sẽ nằm ở đâu? Biết bao nhiêu là dòng luân hồi cứ đến rồi đi. Nó xoay quanh con vô lượng vô số, ẩn mình trong tự nhiên. Con có thể gọi đó là ngã. Nhỏ hơn vi trần, lại lớn hơn hư không, như một màn lưới bao trùm cả vũ trụ, nhưng nhỏ gọn chỉ trong lòng bàn tay. Đáp án cho câu hỏi của con nằm ngay trong lòng bàn tay con.